Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với video của nhà Jubilee. Và sau đây là 4 sai lầm nghiêm trọng trong khi sử dụng nước hoa nhé. Nước hoa cũng là một cái trang sức vô hình cuốn lấy cơ thể của bạn. Và để cái trang sức này phát huy hết tác dụng thì bạn hãy đừng mắc phải 4 cái sai lầm sau đây nhé. Và hãy cùng Đức xem hết cái video này để có thể biết thêm những cái mẹo hay về nước hoa nhé. Nguyên tắc thứ 1, Đức đã nói rất là nhiều lần trong các video trước, đó là không tự mix các loại nước hoa lại với nhau. Tất nhiên là mix các loại nước hoa lại với nhau sẽ tạo nên một hương thơm rất đặc biệt, nhưng điều kiện là bạn phải hiểu được cái tính chất của nước hoa đó và biết cách tạo nên một cái mùi hương đặc biệt và mix thế nào cho nó hoàn hảo nhất nhé. Bởi vì không phải bạn cứ mix nước hoa vào với nhau là sẽ thơm, mà bạn phải cần có một chuyên gia bên cạnh hoặc chính bạn là chuyên gia thì mới nên mix nước hoa lại với nhau nhé. Nguyên tắc thứ 2 là sử dụng nước hoa vào đúng thời điểm của nó. Nước hoa khi dùng bạn không chỉ là lựa chọn cái mùi hương bạn yêu thích, mà còn phải xem là độ lưu hương, độ tỏa hương hay là dùng vào thời điểm nào cho thích hợp là hợp lý. Không phải rảnh rỗi mà các chuyên gia điều chế nước hoa lại tạo ra những cái chai nước hoa có phiên bản khác nhau, có những cái nồng độ khác nhau, và không phải là rảnh rỗi để cho các cái chuyên gia review hay là những cái trang bán hàng nước hoa lớn lại phân biệt là nước hoa nào lưu hương lâu hơn, tỏa hương lâu hơn hay là xịt vào thời điểm nào cho nó hợp lý. Việc sử dụng nước hoa vào thời điểm nào cũng là một cái sự lựa chọn quan trọng liên quan đến cái sự tỏa sáng của bạn. Vào mùa hè thì bạn nên sử dụng một chai nước hoa nhẹ nhàng và có một mùi hương thoải mái nhất, vì mùa hè là mùa nóng nực mà. Còn mùa đông thì bạn nên sử dụng một chai nước hoa nồng nặc một chút, lãng mạn một chút cũng rất là ok nhé. Và nếu bạn làm việc trong một văn phòng có điều hòa mát lạnh thì bạn sẽ lưu hương nước hoa được lâu hơn. Còn nếu mà bạn làm việc trong một môi trường thoáng mát, có gió, bụi, nắng hay là có không khí loãng thì nó sẽ lưu hương nước hoa không được lâu đấy. Nguyên tắc thứ 3 có lẽ là nguyên tắc mà tất cả mọi người đều biết vì nó rất là phổ biến rồi, đó là bạn tuyệt đối không nên xả sát khi sử dụng nước hoa. Khi mà mọi người thường dùng nước hoa ấy, mọi người thường xịt lên cổ tay rồi chà sát chúng lại với nhau và chấm lên các điểm, thì khi đó các phân tử của nước hoa sẽ bị vỡ ra và nước hoa sẽ không còn có mùi thơm nguyên vẹn như là ban đầu nữa, và độ lưu hương của nó cũng giảm đi rất nhiều. Vì thế việc bạn cần làm khi sử dụng nước hoa đó là xịt một chút lên cổ tay rồi chấm nhẹ lên các điểm mạch máu, hoặc là bạn có thể xịt lên trời và quay một vòng, nó sẽ làm tỏa hương đều hơn. Và cũng tương tự như vậy thì bạn cũng không nên xịt nước hoa lên quần áo trắng, và đặc biệt là những cái chai nước hoa có nồng độ tinh dầu tinh chất đậm đặc như là chai tinh dầu nước hoa của nhà Jubilee thì bạn không nên xịt trực tiếp lên những cái áo trắng hay là áo sáng màu, bạn chỉ nên xịt những cái quần áo tối màu mà thôi. Nguyên tắc thứ 4 cũng là nguyên tắc cuối cùng, đó là bạn không nên để nước hoa ở những nơi ẩm ướt hay là nắng nóng. Bạn nên bảo quản nước hoa ở nơi khô thoáng và tránh oxy, tránh nắng, gió, bụi để nước hoa của bạn được bảo quản tốt nhất nhé. Vì thế bạn nên sắm riêng cho mình một cái tủ đựng mỹ phẩm, hoặc là nếu bạn không có điều kiện thì bạn cũng có thể để ngay trong tủ quần áo, rất là ok, nó sẽ bảo quản được cái chai nước hoa của bạn lâu nhất. Và bật mí cho bạn một mẹo nữa, đó là khi mà bạn mua nước hoa về thì bạn đừng có vứt cái vỏ của chúng đi, và khi sử dụng nước hoa xong thì bạn nên cất vào vỏ, vì cái vỏ nước hoa được làm riêng để có thể bảo quản nước hoa một cách tốt nhất nhé. Mong rằng sau khi xem xong 4 cái nguyên tắc sau thì bạn sẽ tránh được cái 4 cái sai lầm phổ biến của mọi người hay mắc phải nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Cùng follow kênh Tinh Dầu Nước Hoa Jubilee ngay bây giờ để có thể xem những cái video hữu ích tiếp theo vào ngày mai nhé.